chiều tuyết trầm tư đứng như lại hố công khám phá ra nơi ngài lý vũ trụ vô thường sinh diệt tất cả pháp vốn không buồn lại đầy nỗi khổ sinh ra bệnh chê Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa chủ trì chùa Xá Lợi, một ngôi chùa lịch sử của Phật giáo Việt Nam và đang tổ chức rất là nhiều cái khóa tu học cho các hàng Phật tử được tìm hiểu sâu vào chân giá trị của đạo Phật. Con xin thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng tại ngôi chùa Xá Lợi thân yêu, và giờ phút này thật là hạnh phúc cho tất cả chúng ta được đầy đủ nhân duyên gặp nhau vào mùa Phật đản Phật lịch 2562. Sư xin thân mến chào tất cả quý anh chị em Phật tử đang hiện diện. Quý Phật tử thân mến, sư thật là xúc động khi trong hội chúng của chúng ta hôm nay, ngoài quý Phật tử gần xa còn có một số vị chư ni, và đặc biệt nếu chúng ta nhìn kỹ hơn thì trong hội chúng hôm nay sẽ có cả những người mù lòa, khiếm thị, nhưng họ đã dành cái thời gian của họ trong cái buổi tối ngày hôm nay để đến ngôi chùa Xá Lợi để cùng nghe pháp cùng với chúng ta trong mùa Phật đản. Chúng ta xin một tràng pháo tay để tán thán. Quý Phật tử thân mến, có điều gì là hạnh phúc trên thế gian không? Câu chuyện này được kể lại khi Đức Thế Tôn đang ở kỳ viên Tinh Xá bên xứ Ấn Độ. Thì một lần đó, 500 vị tỳ kheo đang ngồi ở pháp đường giống như chúng ta. Pháp đường cho 500 vị tỳ kheo ở kỳ viên Tinh Xá rất là lớn. Và họ đang bàn luận, này chư hiền giả, điều gì là hạnh phúc nhất ở trên đời? Có người thì nói rằng không có gì hạnh phúc bằng được làm vua. Bởi vì vua là con trời, vua muốn gì cũng được hết, cho nên làm vua là hạnh phúc nhất. Có một người khác thì nói ai có tình yêu thì có hạnh phúc nhất. Và có người thì nói ăn ngon là hạnh phúc nhất. Trên đời này còn gì hơn là được ăn ngon, ăn xong rồi ngủ kỹ, rồi được mặc đẹp. Tất cả đều đang bàn luận như thế, thì Đức Thế Tôn đi đến chỗ các thầy tỳ kheo và hỏi rằng, này các tỳ kheo, các con đang bàn luận vấn đề gì thế? Các vị tỳ kheo kể lại rằng, chúng con đang bàn luận cái gì là hạnh phúc trên cái cuộc đời này. Nếu làm vua là hạnh phúc nhất, thì Đức Thế Tôn thấy rằng, chúng con nói như vậy có đúng không? Cuộc đời này người ta trôi lăn trong cuộc đời tìm miếng ăn, miếng sống hay là vợ đẹp con xinh, còn vua muốn cái gì cũng được hết. Cho nên con cho rằng làm vua là hạnh phúc nhất. Đức Thế Tôn mới trả lời rằng nếu ai có từng làm vua thì mới hiểu được cái nỗi khổ của người làm vua. Bởi vì vua muốn gì cũng được, nhưng có những điều vua cũng không thể nào quyết định được, vua cũng không thể nào khẳng định rằng tôi sẽ có thể chiến thắng tất cả mọi cái nạn ngoại xâm, tôi có thể khắc phục được tất cả mọi nạn đói khát và tôi có thể chinh phục được lòng dân hoàn toàn. Cái vị vua đó phải là nhân từ đức hậu, tựa như các vị chuyển luân thánh vương. Cho nên chưa hẳn làm vua đã hạnh phúc đâu, trái lại chưa chắc một vị vua đã có một giấc ngủ ngon.
Bạch Đức Thế Tôn, vậy con quan niệm tình yêu là hạnh phúc nhất, nhất là ai đang yêu, thì người đó sẽ biết người đang yêu là hạnh phúc, có đúng không ạ? Đức Thế Tôn đã trả lời rằng, tình yêu nếu cho rằng hạnh phúc thì đó cũng chỉ là cảm giác, mà mọi cảm giác trên thế gian này rất là vô thường. Cho nên, nếu ai cho tình yêu là hạnh phúc là chấp nhận một cái điều vô thường nhất trên thế gian này để mà bám víu vào nó, hóa ra rất khổ đau. Bạch Đức Thế Tôn, vậy ăn ngon, mặc đẹp là hạnh phúc nhất, có đúng như vậy không? Đức Thế Tôn nói, các vị cứ thích đi ăn những món mình cho là ngon, ăn hoài, ăn mãi, rồi như thế nào? Mình nuốt không có thể vào, chưa nuốt đã muốn ói ra, thấy chưa nào? Mặc đẹp và tưởng rằng đó là niềm hạnh phúc, nhưng rồi nó cũng sẽ nhàm chán theo cái luật vô thường của cuộc đời này. Nói chung, này các tỳ kheo, tôi nghĩ rằng các ông bàn những cái vấn đề đó đều nằm trong vòng luân hồi đau khổ, đều nằm trong các pháp vô thường. Này các tỳ kheo, gặp Phật ra đời, được nghe chánh pháp, sống thanh tịnh và hòa hợp trong tăng đoàn, ta nói rằng đó là những điều hạnh phúc nhất. Như vậy, cái điều gì ta cho là hạnh phúc nhất, nó đều nằm trong cái vòng luân hồi, vô thường, vô ngã, khổ đau. Đó, chính vì vậy đó, các vị thấy không? 90% những người đến nghe pháp đã bỏ hết những cái màu gì? Màu sắc rực rỡ của cuộc đời, để mặc vào những cái bộ quần áo mà đơn sơ nhất, những cái màu lam, màu nâu đơn giản nhất. Bởi vì cuối cùng họ thấy cái gì giản dị nhất, từ cái giản dị đó mới dễ tìm lại cái chân tâm. Tại vì cái tuồng ảo hóa đủ thứ màu sắc này nó đánh lừa chúng ta đã quá nhiều. Đó. Sau khi Đức Phật nói, được gặp Phật ra đời, được nghe chánh pháp, được sống thanh tịnh và hòa hợp trong tăng đoàn, đó mới là những điều hạnh phúc nhất. Rồi thì Ngài mới nói kệ, vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Đó là những lời mà Đức Phật đã dạy, trích trong Kinh Pháp Cú câu 194. Không có gì vui hơn được Phật ra đời, không có gì vui hơn chánh pháp được truyền bá, được sao giảng, không có gì vui hơn là tăng đoàn hòa hợp đồng tu, và không có gì hạnh phúc hơn khi chúng ta ở nhiều nhà, nhiều miền, nhiều vùng, nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh, nhiều gia đình, chúng ta đang ngồi đây bên nhau trong một cái mái ấm của Phật Pháp để cùng tu tập và nghe chánh pháp, nên hòa hợp tu thật là vui thay. Và nói đến đây thì các vị thừa biết là sư nói như vậy để nhắc cho chúng ta là pháp thoại hôm nay vào mùa Phật đản Phật lịch 2562. Và sư nhớ đến bài thơ của Ni Trưởng Như Minh, trưởng phân ban Ni Giới của Huế và trụ trì chùa Tây Linh của thành phố Huế, đã có một cái bài thơ mừng Phật đản. Mừng vui chào đón Phật đản sanh, năm châu thế giới đón tin lành, từ bi thông điệp lan khắp chốn, Đức Phật ra đời độ chúng sanh. Cuối xóm đầu thôn rộn tiếng cười, hân hoan hiện rõ nét vui tươi, tung tăng nhảy múa đàn em nhỏ, mừng vui chào đón Phật ra đời. Mỗi ngày con đón Phật đản sanh, trong con Đức Phật được lớn dần. Con nguyện nuôi lớn tình yêu lớn, nuôi lớn tinh thần Phật đản sanh. Như vậy là chúng ta đang sống trong một cái nhân duyên hy hữu, là được chào mừng, kỷ niệm sự kiện Đức Phật ra đời, mùa Phật đản, còn gọi là mùa Vê Sắc, trăng tròn tháng tư. Và cái nhân duyên của chúng ta gặp nhau để cùng chia sẻ những cái niềm hân hoan của những người con Phật. Một bậc gì? Đạo sư, đại từ, đại bi, đại trí tuệ.
Trên thế gian này cũng có những con người bước vào cuộc đời, họ đâu có được làm con Phật như mình đâu. Họ có những cái nhân duyên của họ phải đi theo ngoại đạo, tà giáo, tà kiến. Và cuộc đời của họ vì chấp kiến, chấp ngã, họ đau khổ vô vàn. Cho nên hạnh phúc thay chúng ta được làm con Phật và được nghe những lời tuyệt vời trong chánh pháp. Và cái bài thơ của Ni Trưởng Như Minh, tại sao sư lại thích? Bởi vì cái câu cuối cùng là nuôi lớn tinh thần Phật đảm sạch. Không chỉ là mùa tháng tư mà người con Phật ngày nào cũng rất là hạnh phúc, bởi vì tôi là con của Đức Phật. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Đó là từ bi, đó là trí tuệ, đó là thích cho nhiều hơn là thích nhận, gom góp ích kỷ. Không nào, tất cả chỉ cho mình. Đức Phật ra đời vì là một cái tâm nguyện của Ngài là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Còn chúng ta ngồi ở đây là cũng vì an vui và hạnh phúc cho tất cả, không cho riêng mỗi một ai. Ngay không phải là cho riêng bản thân ta, mà chúng ta đang ngồi đây cũng là cho an vui, hạnh phúc của số đông, của muôn loài. Mỗi một con người bước vào cuộc đời, bây giờ có người còn đi mày mò kiếm ông thầy bói để hỏi rằng vì sao mà con khổ quá vậy ông thầy, phải không? Rồi ông nói câu 1, câu 2 là mình khen đúng quá trời. Tại đi kiếm ông thầy bói là trong tâm phải có nỗi niềm. Cho nên là bắt ngay cái đó thì thế nào cũng là khổ nhiều hơn vui. Và do vậy chúng ta khen đúng quá trời. Chứ thật ra mỗi một kiếp sống con người, tự chúng ta làm nên số phận, vận mệnh của chính chúng ta. Và Đức Phật ra đời chỉ cho chúng ta biết rằng không có cái gì là cố định. Vạn pháp là vô thường. Cho đến cái mà mình gọi là số mạng, vận mệnh của mình vẫn thay đổi, chuyển hóa từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây. Ngay như những ai đang ngồi nghe pháp là vận mệnh của chúng ta cũng đang thay đổi. Vì mình đang sống trong gì? Trong chánh kiến. Mình đang được nghe pháp thoại, những lời của Phật dạy mà sư đang trùng tuyên lại. Và do sống trong những cái giây phút của chánh kiến, chánh niệm, chánh tư duy như vậy, chúng ta cũng đang chuyển hóa cuộc đời của mình. Và đó là những gì mà Đức Phật muốn đem lại cho tất cả chúng sinh. Bởi vì chúng ta mê mờ, chúng ta cứ sợ hãi và luôn luôn đổ thừa cho một cái đấng vô hình nào đó đã an bài cho số phận của mình, đã an bài cho cuộc đời của mình. Các vị hỏi mấy người mù đi, tại sao các vị mù? Nhân quả. Đó, thấy chưa? Tại sao các vị bị câm điếc? Nhân quả. Tại sao tàn tật? Tại sao mù lòa? Tại sao nghèo khổ? Tất cả sẽ trả lời là nhân quả. Nhưng mà hồi xưa chưa nghe pháp, họ không có nói vậy đâu. Họ nguyền rủa cuộc đời, họ trách cha trách mẹ là sanh tôi ra mà tôi mù như vậy, xong bóp mũi tôi chết từ lâu đi, phải không nào? Chính vì nghe Phật pháp, họ hiểu rằng mọi thứ trên thế gian này là do chính bản thân chúng ta. Và tự biết về cuộc đời mình, tự xoay chuyển cuộc đời mình, tự dắt dẫn cuộc đời mình. Ai bắt mình nói, mình muốn là mình nói, cho nên mình phải chánh niệm, chánh kiến trước khi nói. Ai bắt mình nghe, vì chánh niệm, vì sự hiểu biết chánh kiến nên tôi nghe. Không ai bắt tôi nghe. Ai bắt tôi làm? Không, cũng là ở tôi. Nhưng nếu tôi làm sai, làm trái, làm quấy, là tập khí, là lòng tham, là ái dục, thúc đẩy cho tôi những việc sai trái, mê lòng. Cho nên chúng ta cứ nhìn lại cuộc đời của Đức Phật đi. Ngài đến với cái cõi ta bà này, có phải mù mù mờ mờ, ăn bắt cháo lú rồi đi vô cái cuộc đời này như rất nhiều người trên cuộc đời này? Không. Khi còn là một Bồ Tát ở cung trời Đô Xuất, Đức Phật đã quan sát và thấy được sự hội tụ đầy đủ năm nhân duyên cần thiết để Ngài giáng sinh vào cõi ta bà. Tức là trước khi đến cõi ta bà, quán nhân duyên, quán đầy đủ hết đúng thời,
duyên đã đủ, thời đã đến, đủ các nhân, các duyên, thì Ngài bước vào cõi ta bà. Con hỏi sao mình vô đây? Con đâu có biết. Trái lại mình còn trách móc, mình còn buồn than, khóc lóc. Bởi vì là có biết cái gì đâu, có nhớ cái gì đâu. Còn Đức Phật Ngài quán, thấy rằng đã hội đủ năm nhân duyên cần thiết để giáng sinh vào cõi ta bà. Đó là thời điểm nào thích hợp để Ngài hạ sinh vào cái cõi này. Vùng đất nào Ngài có thể ban truyền giáo pháp. Đẳng cấp vào dòng họ nào Ngài sẽ sinh ra. Gia đình nào mà Ngài có thể gửi thân vào để tái sinh. Tất cả đều là một cái sự quán nhân duyên, một sự lựa chọn kỹ càng, chu đáo. Để gì? Để đáp ứng cho một cuộc đời tu tập, thành đạo và ban bố chánh pháp cho muôn vàn các cõi giới và đặc biệt là nhân loại. Tất cả những sự suy tư quán nhân duyên trước khi vào đời thì chúng ta thấy hoàn toàn mình đâu có được như Ngài. May được thân người là may lắm rồi. Chứ nhiều khi sau cái chết bỗng nghe mình nằm ở đâu đó êm lắm, mát lắm, dễ chịu lắm, thích lắm. Mở mắt ra, đang nằm bên cạnh bụng một con heo nái, bên cạnh một lũ heo con lúc nhúc. Ôi hóa ra là mình đã làm heo rồi, có biết đâu. Mà rất êm, rất mát và lập đập là gì? Đi kiếm cái bầu sữa để rút vào và bú ngon lành và nói sao? Ôi very happy, hạnh phúc quá. Mà có biết đâu từ một cái thân người bây giờ đã trở vào làm thân loài súc sinh rồi. Và vẫn không hề hay biết, vẫn rất hạnh phúc, vẫn rất cảm thấy là gì? Không còn cái chỗ nào mà hơn nữa. Cho nên có cái câu chuyện là người bạn tu là về cõi trời rồi. Người ta đã giữ ngũ giới, hành thập thiện, người ta sanh thiên. Nhìn lại đứa bạn thân bây giờ làm con giòi ở trong đống phân. Cho nên đưa tay ra để cứu. Thì con giòi nó nói làm sao? Cứu tôi với, tôi không muốn đi đâu hết. Đang rất là êm, rất là mát, rất là ngọt. À, tôi không đi đâu hết. Tại vì con giòi nó chỉ thích nằm trong đống phân mà thôi. Cho nên chư thiên là người bạn thân muốn đưa tay ra cứu thì nó xin nô, đừng đem tôi đi đâu. Tôi đang ở bình yên, tôi đang ở hạnh phúc. Mà hạnh phúc ở đâu? Trong một cái đống phân của loài giòi bọ. Cho nên Đức Phật rất thương chúng sinh, cũng mê mờ, cũng tâm tối trong tất cả mọi sự đau khổ, nước mắt, niềm đau, danh lợi, sắc tài. Và do vậy Phật phải ra đời để mà cứu độ tất cả chúng sinh. Sư nhắc lại một chút, năm nhân duyên Đức Phật ra đời ai cũng biết. Nhưng mà hôm nay có rất là nhiều người khiếm thị đi nghe pháp, nhắc lại cho họ cũng được cùng nhớ. Thời điểm Giáng sinh, lúc đó Bồ Tát Hộ Minh, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, là một vị Bồ Tát. Trước khi thành Phật, ta đã là một vị Bồ Tát cứu độ chúng sinh từ vô lượng kiếp. Phải tu tập, phải chưa nào? Phải làm tất cả vì chúng sanh, phải quên đi tất cả cái gì, cái ngã của riêng mình và đem hạnh phúc an vui cho cuộc đời. Thì Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất quan sát cõi ta bà. Và Đức Phật quan sát rằng thời gian Ngài giáng sinh sẽ vào thời mạt pháp, khi tuổi thọ của con người chỉ còn khoảng tối đa là 100 năm. Và chúng ta nhớ người thân của mình, rất là nhiều người đã ra đi, đâu có tới là 100 tuổi đâu, phải không nào? Còn trong bào thai cũng chết, 1-2 tuổi cũng chết, tuổi thiếu niên cũng chết, trung niên, thanh niên, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Cho nên tối đa là 100 năm, đó là vào cái thời mạt pháp. Trong thời kỳ có 100 năm đó, nhưng con người lại bị thiêu đốt bởi dục tình, ân ái. Các vị phải biết, may mắn lắm mới được thân người. Nhưng cái 100 năm của chúng ta đang sống, nếu không biết tu tập, là chìm đắm trong dục tình, trong ân ái, trong lòng tham. Đó, nhớ như vậy. Chúng thôi mình nghĩ đâu là mình ngon lành lắm. Mình thành Phật tụng vài câu kinh, làm ít công đức, mình tưởng đâu là mình ghê gớm lắm. Nhưng Phật quán cái chúng sanh trong cõi ta bà có 100 năm cái tuổi thọ thôi, nhưng lại say đắm trong dục tình,
ân ái. Và chính vì vậy, lòng bi mẫn vô lượng thúc giục Ngài phải giáng sinh trong cái giai đoạn này. Và làm sao để mà bàn bố các cái giáo pháp cho chúng sinh trong cái đời ô trược, ngũ trược ác thế này đang trầm mình trong biển khổ sanh tử mà có một cái ánh đuốc soi đường. Trong số các Phật tử đang ngồi đây, kể cả những người mù lòa, rất là nhiều người đến gặp sư và nói rằng: sư ơi, nếu con không biết Phật pháp, con đã chết từ lâu. Cho nên Đức Phật ra đời đúng là đem an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Vì vậy cái thời điểm Giáng sinh của Ngài là khi cõi ta bà trong thời kỳ mạt pháp, mà con người đau khổ trầm luân bởi tham ái dục tình. Còn địa điểm Giáng sinh thì Ngài chọn nước Ấn Độ. Ở đây ai đi Ấn Độ rồi thì sẽ biết một cái đất nước là một bức tranh tương phản giữa giàu và nghèo. Một đất nước đầy dẫy những bệnh tật, phải chưa nào? Có nghèo, có giàu, có bệnh tật, có khổ đau, rồi cũng có hạnh phúc, rồi có tất cả những cái gì tương phản. Cao điểm nhất là nằm trên đất nước Ấn Độ. Những cái đất nước đó Ngài chọn để đến, để hóa giải nỗi khổ niềm đau cho nhân loại, và đặc biệt là tại xứ Ấn Độ. Ngài quan sát thấy thành Ca Tỳ La Vệ, Kapilavastu, là một tiểu vương quốc thuộc Ấn Độ theo đạo Bà La Môn, mà ở đó đông đảo người Bà La Môn nghiên cứu tu tập theo các bộ kinh Vệ Đà, và rất là nhiều trường phái giáo sĩ ngoại đạo đang truyền bá giáo pháp ngoại đạo cho dân chúng Ấn Độ. Cho nên Đức Phật quyết định giáng sinh tại cái khu vực trọng yếu này để đưa chúng sanh ra khỏi cái tà đạo, tà pháp, và quyết định truyền bá chánh pháp đi muôn phương. Như vậy Ngài quán nhân duyên, thấy chưa nào? Rồi Ngài quán cái địa điểm để giáng sinh. Và thứ ba là Ngài quán đẳng cấp của Đức Phật hạ sinh là cái dòng họ nào. Có nhiều người sinh ra rồi trách mắc mẹ cha, là nhiều bạn trẻ nó nói: ba má nó giàu lắm, mà ba hả, suốt ngày đi làm về bộ quần áo rách nát, má thì làm cả tháng được có vài đồng bạc à, sao con phải sanh trong một cái gia đình này, tại sao con phải sanh trong một cái ngôi sao xấu như thế này, phải chưa nào? Trong gia đình nghèo thì nó so sánh với những người bạn giàu có, nó trách móc mẹ nó, cha nó. Có biết đâu mọi sự duyên sinh ra ở đâu cũng là do nhân duyên và nhân quả của mỗi một con người. Có nhiều bạn trẻ không dám nhận đó là mẹ mình, tại mẹ mình câm, mẹ mình mù, mẹ mình xấu. Có nhiều bạn trẻ không dám nhận đó là cha mình, vì cha mình làm nghề quét đường, hốt rác, đạp xe. Họ không biết rằng tất cả mọi sự sinh ra trong một gia đình, một đất nước, một xã hội đều có các mối nhân duyên và nhân quả. Còn Đức Phật, Ngài quan sát ta sẽ sanh ra trong dòng họ nào, được toàn quyền để Ngài lựa chọn, vì Ngài là một bậc Bồ Tát đầy tràn các phước báo, trí tuệ. Và cái cách nào để Ngài tu tập thành Phật và hoằng pháp tốt nhất thì Ngài sẽ đến cái nơi đó, chứ không phải mù mù mờ mờ như mình, u u minh minh, rồi khóc lóc, rồi buồn phiền cái cuộc đời. Cho nên Ngài quan sát thứ ba là lựa chọn giai cấp để giáng sinh. Và ở Ấn Độ, giai cấp cao quý nhất đó đóng vai trò vô cùng quan trọng để Đức Phật có điều kiện thuyết giảng giáo pháp cho tất cả mọi tầng lớp xã hội sau khi Ngài chứng ngộ. Nếu mà Ngài lựa chọn cha mẹ ở giai cấp thấp như là Thủ Đà La, thấy chưa nào? Đó, hay là Phệ Xá Thủ Đà La, thì Ngài có tu thành Phật đi chăng nữa, các vị con vua, cháu chúa, vua quan không ai nghe hết. Tại vì xứ Ấn Độ là một xứ trọng về giai cấp à, vì vậy Ngài phải lựa cha mẹ mình ở những đẳng cấp cao trong xã hội, giai cấp quyền quý nhất trong xã hội lúc bấy giờ. Thứ nhất là Bà La Môn, thứ hai là Sát Đế Lị, là dòng dõi vua chúa.
thì Ngài quyết định là ta phải giáng sinh vô trong cái dòng dõi vua Chúa. Mình làm sao mình quyết định được? Mình là tội dày phước mỏng nghiệp trần sâu, mình làm người là quá may rồi, biết đường đâu mà lựa chọn. Còn chư Bồ Tát, chư Phật, họ có thể tự tại chọn cái nơi đến và tự tại lúc ra đi. Đi đâu về đâu họ đều biết rất rõ, bởi trí tuệ, bởi phước báo, công đức vô lượng và vô biên. Hoàng hậu Maya nằm mộng thấy voi trắng sáu ngà dâng đóa sen lúc bà hoài thai thái tử. Đó là cái quán nhân duyên thứ năm về lựa chọn gia tộc, cha mẹ hết sức là trọng đại. Mà trong khi đó bà Maya hoàng hậu trong một cái kiếp quá khứ khi còn là thiên nữ trên cung trời Đâu Xuất, mà bà phát nguyện rằng tôi xin được tái sinh ra ở cõi người và tôi sẽ trở thành một người mẹ để có thể sinh ra một vị Phật. Nghĩa là khi bà đang là chư thiên, bà muốn xuống cái cõi này để được sinh ra một cái người con, mà người con đó sau này thành Phật. Ta ở trên cung trời đầy đủ phước báo, người ta mới có cái nguyện lực đó. Còn mình nhá, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc, mà đòi săn con quý con tiên sao được. Tạo vô vàn nghiệp ác mà đòi săn con tiên, đòi đẻ con quý ở đâu mà ra? Người ta phước báo từ cung trời, hay là phước báo của những con người có tâm từ vô lượng. Ta xin Đức Quan Thế Âm cho con có người con gái hiền lành, đức hạnh, có người con trai về sau có thể đức độ, giúp ích cho cuộc đời, hiếu thảo với mẹ cha, có trí, có huệ, có tâm từ. Người mẹ có muốn xin được những điều đó thì cha mẹ phải tu nhân tích đức. Còn đời bây giờ hả? Gian tham, sân hận, kiêu căng, sống tất cả vì tiền, mà săn đứa con nào ra cũng thích cho nó làm lãnh đạo không à? Mà không biết cái nhân gì để nó có thể là làm lãnh đạo. Cái nhân con mình làm vua, cha mẹ phải tu nhân tích đức. Đứa con muốn làm vua thì phải vô lượng kiếp trải thân làm cầu, trải thân làm nhà, trải thân hy sinh cho chúng sanh. Cho nên mình muốn cái gì tốt, hãy sống vì chúng sanh với các vị. Đó. Bà Maya hoàng hậu trong một kiếp quá khứ khi còn là thiên nữ trên cung trời Đâu Xuất đã cầu nguyện một cách rất thành kính rằng nếu tôi tái sinh ở cõi người, tôi sẽ hạ sinh một người con vĩ đại, người con đó sẽ tu hành thành Phật. Và cái lời khấn nguyện thiết tha cộng với công đức của Maya hoàng hậu đã đưa bà vào trong dòng, sinh ra trong dòng tộc Thích Ca và lên ngôi hoàng hậu, vợ của vua Tịnh Phạn. Và trong một cái giấc mộng, voi trắng sáu ngà dâng hoa, đóa hoa sen thì bà mang thai thái tử. Tại sao lại là voi trắng sáu ngà? Đó là Bồ Tát, tượng trưng cho Bồ Tát hộ minh. Sáu ngà là lục độ ba la mật. Một vị hành trì cái nguyện Bồ Tát phải hành trì sáu ba la mật, lục độ ba la mật. Cho nên con voi trắng sáu ngà đó tượng trưng cho trí tuệ của một vị Bồ Tát tu tập lục độ ba la mật. Và sinh ra một thái tử trong dòng tộc cao quý, thấy chưa nào? Mà Thích Ca, Sakya là những con người có năng lượng, năng lực rất là lớn, cho nên gọi Ngài là Thích Ca. Khi thành Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng một cái con người có thể sanh ra một đứa con quý giá, một đứa con thành tựu, một đứa con phước đức, một đứa con có thể làm lợi ích cho cuộc đời, nó cũng đều xuất phát từ bổn nguyện, bổn lực, từ nhân duyên và phước báo, chứ không phải là mình tạo các nghiệp ác mà có thể sanh ra được con quý con tiên. Sư nói đây, ở đây có các bạn trẻ mới lập gia đình hay đang cầu có con, hãy tu nhân tích đức nếu mình muốn con mình về sau này sẽ trở thành con quý con yêu và làm được những điều tốt đẹp cho cuộc đời, cho xã hội.
và hoàng hậu mang thai 10 tháng. Đấy chưa nào, trên thế gian mình là 9 tháng 10 ngày, còn hoàng hậu mang thai 10 tháng để chỉ ra là thập hạnh Bồ Tát. Tức rằng là nếu chúng ta nghiên cứu về một cái chặng đường Bồ Tát tu thành Phật, nó sẽ đi ngang qua thập địa Bồ Tát, 10 con đường để một vị Bồ Tát thành Phật. Cho nên lúc đó Ma Sa Hoàng hậu mang thai Bồ Tát 10 tháng tròn, mới chào đời đã đầy đủ các phẩm hạnh, các tướng tốt. Tại sao như vậy? Là bởi vì nó kết tinh từ nhân duyên phước báo từ vô lượng kiếp, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Còn bây giờ mình sanh ra, thấy không? Mình thấy mình thiếu sót, khiếm khuyết, cho nên là thậm chí mình phải đi kiếm thẩm mỹ viện để mình sửa sang sắc đẹp. Nhưng mà các vị cứ nghĩ đi, mình sửa cái này nó vẫn khuyết cái kia. Nó có đẹp hơn đi chăng nữa, nó vẫn không phải từ cái công đức của mình mà có các cái tướng tốt, cái vẻ đẹp như Phật. Còn của Phật mình nhìn mắt của Ngài, mình cũng muốn phát tâm từ bi. Mình nhìn cái mũi của Ngài đó, mình cũng muốn phát tâm đi bố thí. Mình nghe cái lời nói trong lành từ cái miệng của Ngài nói ra là mình đã muốn từ bỏ tham sân si để tu hành. Thậm chí là các thái tử như Nam Đà đó, phải không nào? Ngày đám cưới mà thấy Đức Phật về mà hỏi ông muốn xuất gia không? Bấm bụng nói dạ con muốn, mặc dù sắc là cưới vợ rồi. Mà nhìn Đức Phật oai nghiêm, nhìn Đức Phật đẹp quá, nhìn Đức Phật từ bi trí tuệ, nên bấm bụng bưng cái bát cho Phật đi về kỳ viên tinh xá. Chứ thật sự là trong bụng là chưa có muốn đi tu, mà thấy trang nghiêm phước tướng từ bi của Phật mà còn muốn theo Phật. Cũng như Tất Đạt Đa khi chưa xuất gia có một người con, đó là La Hầu La. La Ru La, sợi dây trói buộc. La Ru La, La Hầu La là sợi dây. Ông nội đặt tên như vậy để mà cột chân thái tử lại, không có đi đâu hết. Vậy mà khi Đức Phật thành đạo trở về kinh thành, mà La Hầu La nó chạy ra, mẹ dặn là ra gặp Phật con phải xin tài sản nghe không con. Cha con nếu không đi tu, cha con là vua, nên Gia Du Đà La dặn con mình gặp Phật phải xin tài sản. Nhưng mà La Hầu La gặp Đức Phật thì sao? Phật từ bi trí tuệ, trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho nên La Hầu La không có nhớ gì. Mẹ dặn xin gia sản, xin gia tài, không nhớ, mà chỉ muốn chạy theo Đức Phật và nói rằng Phật ơi, cái bóng của Ngài êm mát quá. Đức Thế Tôn ơi, Ngài từ bi, cái bóng của Ngài êm mát quá, con chỉ muốn đi theo Ngài. Còn mình không biết sao, ta nhìn thấy mình, ta muốn coi như rút dép ra, ta chạy cho lẹ, ta sợ mình quá trời, phải không ạ? Bởi vì sao? Cái nhân của mình tu, mình gieo quá nhiều ác nghiệp, nhất là nghiệp sát. Đố một con chim bồ câu nào mà đậu lên vai các vị à, phải không nào? Tại vì mình thấy nó là mình đã muốn làm thịt rồi, làm sao nó dám đậu trên vai mình. Còn Đức Phật thì ngày xưa là các loài muông thú, trong cái thời gian mà các tỳ kheo đó tranh cãi với nhau rất là nhiều à, thì Đức Phật mới bỏ vào rừng 2 tháng. Thì trong 2 tháng trời đó là Ngài độ biết bao nhiêu là muông thú. Tại vì Ngài tâm từ bi có giết cái con gì đâu, cho nên con nào cũng lại bên Ngài, quỳ xuống bên chân Ngài và thọ nhận lời giáo hóa của Ngài. Vì vậy mình mà nói không ai nghe, trong nhà mình nhiều sự mâu thuẫn, đối kháng, nhiều sự buồn phiền, thì mình hãy tự trách cái nghiệp của mình, cái nghiệp sát, nghiệp ác, nghiệp tà dâm, nghiệp dối trá, nghiệp gian tham, nó khiến cho mình không đủ đạo lực mà giáo hóa vợ con, hay giáo hóa chồng con, hay làm cha mà nói không có ai nghe. Mình phải tự xét lấy nghiệp của chính bản thân mình. Cho nên các vị phải biết cái con voi trắng đó, đó là hình tượng như giống như là của trí tuệ. Đối với một đất nước như Ca Tỳ La Vệ thì con voi là biểu tượng hùng mạnh của một đất nước, đặc biệt là voi trắng, bạch tượng.
đại diện cho trí tuệ toàn hảo và quyền lực lãnh đạo của hoàng gia. Rồi thì nhập vào bụng mẹ với hình thức một cái con voi, biểu tượng linh từ bi và trí tuệ của Phật. Điều đó cũng ngụ ý rằng Ngài sẽ chiến thắng trong cái cuộc chiến chống lại mọi sự vô minh. Mình phải có những cái biểu tượng để thể hiện rằng mình sẽ chiến thắng vô minh. Các vị cứ nghĩ đi, mình nói thì hay, nhưng trong bóng tối mình gật đầu rất nhiều tội ác. Còn trước bá quan thiên hạ thì mình đâu có dám, nhưng trong bóng tối không ai biết mình gật đầu chấp nhận với rất nhiều tội ác: trộm cắp, buôn lậu, tà dâm, cờ bạc, phản bội, Facebook, rất là nhiều thứ ma giáo ở trong đó. Cho nên cái đời này nó giả dối như vậy, nó tạo những cái nhân đau khổ như vậy, thì cái quả kiếp sống của con người càng ngày càng đau khổ. Các vị cứ ngẫm lại mà xem, bây giờ cuộc sống đau khổ lắm. Bởi vì con người ta không phải bằng đức, bằng tài, bằng tâm, bằng trí tuệ, mà chỉ bằng gian manh mà móc túi kẻ khác. Cho nên đời sống đau khổ. Còn Đức Phật khi mà vào trong thai mẹ mang tướng của một voi trắng sáu ngà, Bồ Tát sẽ thực hành lục độ ba la mật, từ bi và trí tuệ sẽ chiến thắng vô minh, vượt qua mọi chướng ngại ma tà. Mà lục độ ba la mật đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Mình chưa có là Bồ Tát, nhưng mình làm con Bồ Tát được chứ. Mình bố thí được chứ. Ở đây sư thấy rất nhiều người đã bố thí và bố thí rất nhiều. Trì giới, sư nói thật nha, nếu chúng ta không giữ được năm giới, chúng ta đừng nói gì hơn, tất cả là gian dối. Mà cuộc đời này nó gian dối quá nhiều. Chẳng lẽ là tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lừa sao tôi. Sư nói vậy mấy người khiếm thị cười nè, tại họ sám hối với sư rồi, các vị biết không? Quy y rồi có phạm giới không? Thưa sư, quy y rồi không phạm giới. À, nhưng mà sư nói dù các vị không có quy y cũng đâu có làm sao mà phạm giới tà dâm. Mắt thì đã không thấy đường rồi, còn đi kiếm ai nữa mà tà dâm. Thì các vị nói sư ơi, vẫn phạm như thường. Ủa? Sao mà mắt mù rồi mà vẫn phạm như thường? Sư ơi, rờ được à? Cho nên mình làm con Bồ Tát, bố thí phải trì giới. Mình có năm giới thôi, sư nói các vị đừng nói tới giới nào. Năm giới mà giữ trọn vẹn, sư nói thật với các vị, đời sống các vị tại bây giờ được an lạc. Chứ tôi không cần nói các vị có bao nhiêu tiền, ai giữ năm giới, người đó được an lạc. Rồi tiếp tục là tu nhẫn nhục. Ở trong này mà ai mà tu nhẫn đó hả? Là sư nói thật á, đó là trưởng tử của Bồ Tát hết á, nghĩa là con số một của Bồ Tát. Nhưng mà nhẫn khó lắm sư ơi. Bố thí thì được, nói chuyện hay thì được, nói pháp cũng được, mà đừng có bắt con nhẫn nghe sư. À, bởi vì sao? Bởi vì đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma cũng bẻ cổ nó luôn. À, không nhẫn nổi. Cho nên mình đâu có làm con Bồ Tát được. Rồi phải tinh tấn. Bây giờ ngồi nghe pháp, thấy ai cũng tinh tấn hết trơn trọi đó. Các vị thấy mấy người khiếm thị không? Mắt họ nhắm nhưng không có ngủ à nghe. Nhưng có người mắt sáng mà lại ngủ. Vậy mới là chết chứ. Rồi tinh tấn, rồi thiền định, rồi mới có trí tuệ. Tu pháp nào rồi cũng phải đưa đến cái sự thiền định. Thấy chưa? À, tu cách nào rồi cũng phải đi đến cái sự chánh niệm thiền định. Không có con đường nào khác hơn. Dù chúng ta tu tịnh độ rồi cũng phải đi về cái con đường là gì? Tâm không lăng xăng, lòng không lộn xộn. Đó, để mà trở về cái thế giới tịnh độ của chính mình. Ở một số quốc gia Phật giáo, nhắc lại cái vấn đề đản sanh của Phật, thì voi trắng cũng được xem là một loài vật linh thiêng tốt lành, mang lại thịnh vượng và phước lành cho cả một vương quốc. Cho nên chúng ta nhắc lại, khi Đức Phật đã vào trong thai của mẹ 10 tháng sanh ra, thì khinh sanh ra đời. Đó,
thì đi trên bao nhiêu hoa sen? 7 hoa sen. À, đi trên 7 hoa sen. Tượng trưng cho 7 vị Phật từ quá khứ cho đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 7 vị Phật, 7 đời của vị Phật. Trong kinh Trường A Hàm, thấy chưa nào? Đó, bài kinh thứ nhất có nói là nhân duyên giáng sanh và thành đạo của 7 vị Phật. Thì có 3 vị Phật của quá khứ trang nghiêm kiếp, đó là Tỳ Bà Thi, là Thi Khí, là Tỳ Xá Phổ. Đó là 3 vị Phật quá khứ. 4 vị Phật hiền kiếp, đó là Câu Lưu Tôn, Ca Diếp, Câu Na Hàm và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 7 bông sen tượng trưng cho 7 vị Phật từ đời quá khứ cho đến Đức Thích Ca Mâu Ni. Tại có người khiếm thị lên nói với sư: Đức Phật đi trên 7 hoa sen, mùa Phật đản này con đánh số đề con số 7. Tại vì nghĩ số 7 là con số đúng, con số 7 là vi diệu, nhưng nó đều có những cái ý nghĩa của nó hết, thấy chưa nào? À, không biết số 7 thiệt sự là tượng trưng cho con gì? Con gì vậy? Trời ơi, có người không biết con gì nữa chứ. Nhưng mà 7 cái hoa sen đó là tượng trưng cho 7 vị Phật từ đời quá khứ cho đến hiện kiếp, đó Thích Ca Mâu Ni. Còn trong kinh U Bà Di Pháp Môn Tịnh Hạnh Phẩm Thế Ứng kể rằng 7 bước hoa sen là con đường tất yếu của một chúng sanh muốn đạt quả vị Phật, quả vị giác ngộ. Nhìn về phương đông, vì chúng sanh làm người dẫn đường tối thượng. Thứ hai, nhìn về phương nam, vì chúng sanh tôi nguyện làm ruộng phước tốt lành. Mình phải xứng đáng mới là ruộng phước, mình phải đầy đủ phẩm hạnh mới là ruộng phước. Cho nên nhìn về phương nam thì tôi nguyện là phước lành, ruộng phước lành cho chúng sanh. Nhìn về phương tây, vì chúng sanh đây là thân cuối cùng, ta phải thành Phật. Nhìn về phương tây, đây là thân cuối cùng, không có luân hồi nữa. Đây là thân cuối cùng nên ta phải thành Phật. Mình cũng phải phát nguyện chứ. Mình toàn hẹn kiếp sau không à. Kiếp này khổ quá, kiếp sau phải gặp thằng chồng khá khá. Trời ơi, kiếp này khổ quá, kiếp sau phải gặp con vợ đẹp đẹp chứ. Toàn là hẹn những cái chuyện gì, những chuyện đau khổ của cuộc đời, không vô thường, vô ngã, nó chi phối cái cuộc sống này mà mình toàn hẹn kiếp sau những chuyện tào lao không. Đừng hẹn những điều đó. Xin cho con có trí tuệ, xin cho con có tâm từ, xin cho con có mắt sáng để nhìn thấy việc gì con nên làm và việc gì con không nên làm. Thứ tư, nhìn về phương Bắc, Đức Phật vì chúng sanh mà thị hiện ở cõi đời ngũ trược ác thế, thành tựu chánh đẳng chánh giác, cứu độ muôn loài thoát khỏi lầm mê. Nhìn về phương Bắc để phát nguyện thị hiện ở cái cõi đời ô trược này nè. Đó. Chứ cũng có nhiều người họ sợ cõi đời ô trược là bởi vì sao? Bị đắm nhiễm. Ai chứ sư là sợ? Sư con nguyện là con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến dương từ xa, Quan Âm cam lộ dưới nơi đầu, thế chi kim đài trao đỡ gót, trong khoảng sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Theo đem phương tiện lợi quân sanh, hãy lấy trần lao làm Phật sự, con nguyện như thế Phật chung chi, rốt cuộc về sau đều thành tựu. Tôi
sợ là tôi không có đủ đạo lực, mà tôi nói tôi sẽ vô cái cõi đời ngũ trược ác thế này. Tôi đâu có đủ đạo lực, tôi đâu đủ trí tuệ và phước báo. Cho nên tôi xin nguyện về cõi cảnh Tây Phương Cực Lạc. Và nơi đó Đức Di Đà, Tam Thánh Tây Phương hãy cho con đầy đủ nguyện lực, đạo lực, trí lực, tuệ lực, không rời an dưỡng con trở lại Ta Bà cứu độ quần sanh. Đem phương tiện lấy trần lao mà làm Phật sự cứu độ chúng sanh. Bởi vì là con không dám tự tin rằng kiếp sau lao vào cõi đời ô trược này, liệu con còn nhớ cái đường tu của mình không? Hay ra đời 16 tuổi gặp chàng trai đẹp trai quá, I love you rồi em. Cái tà kiến, ác kiến, cái tham dục rất là hấp dẫn các vị ơi. Mình tưởng giờ mình tu, kiếp sau mình tu sao? Trời ơi, cái đường mê, cái nghiệp quả, cái tập khí muôn kiếp. Chúng ta đâu phải kiếp nào cũng làm người, khi làm thú lúc làm người, khi ngạ quỷ lúc súc sanh, thời địa ngục lúc chư thiên. Cho nên mình đâu có dám chắc rằng rồi kiếp nào mình cũng tu. Mình phải là phải tu tập cho dày lên cái đạo lực, cái năng lượng từ bi trí tuệ giống như chư Phật. Chứ bây giờ mình có nói con nguyện độ đời mà mình, trời ơi, mình ăn chơi, mình gì, mình sống cho đã cái sự ham thích, cái nguồn tham ái dục lạc của chính mình, thì không bao giờ mình sẽ biết sau khi chết đi đâu và về đâu. Quay trở lại, phải không nào? Nhìn về phương Bắc thị hiện ở cõi đời ngũ trược ác thế, thành tựu chánh đẳng chánh giác, cứu độ muôn loài thoát khỏi lầm mê. Nhìn về phương dưới, vì chúng sanh mà hàng phục các loại ma. Mình nói ma cái mình tưởng tượng, trời ơi, trong bóng tối đó có con ma nào không cả. Con ma đó là gì? Ma ở trong tâm chúng ta. Trong tâm chúng ta đầy đủ các con ma: ma tham, ma sân, ma si, ma ích kỷ, ma nói xấu, ma ghen ghét, ma ham đẹp. Rồi là đủ thứ con ma nó hoành hành. Và nhìn về phương giới, vì chúng sanh hãy hàng phục các loài ma, vì chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Nhìn về phương trên, vì chúng sanh làm nơi nương tựa của trời và người. Vì Đức Phật ra đời làm hạnh phúc cho chư thiên và loài người, chư thiên cũng phải nương Đức Phật. Cho nên nhìn lên trên, ta nguyện làm chỗ nương tựa cho trời, cho người. Và bước thứ bảy, Đức Phật tuyên bố là hoa sen. Cái hoa sen cuối cùng, lúc đó một tay chỉ, ngón tay chỉ trời, một ngón tay bên trái chỉ xuống đất, tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất, cái chân ngã đó là vô thượng, là trên hết. Đó là sự đản sanh vô cùng vi diệu của Đức Thích Ca Mâu Ni. Như vậy hoa sen tượng trưng cho bảy đời chư Phật, hoa sen tượng trưng cho bảy hạnh lành của chư Phật, vì chúng sanh mà hóa độ chúng sanh. Tuyệt vời lắm, đúng không nào? Rất tuyệt vời đó. Còn mình sanh ra một cái là tay mình nắm chặt, miệng mình bấu vô trong người của mẹ mình để mà đòi ăn, nếu dứt ra là mình khóc ré lên. Cho nên sư nói nhân chi sơ tánh bổn tham, sanh ra thấy cái tham này không vinh phong. Nó sanh ra thì đi trên bảy hoa sen vì tất cả hạnh nguyện cho chúng sanh. Chúng ta khác hẳn, không bao giờ mà chúng ta có thể giống như Phật được, là bởi vì cái tâm nguyện của chúng ta còn quá nhiều những sự ích kỷ và vì cái ngã của chính mình. Cho nên hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng đoàn hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Và Phật ra đời phải chưa nào? Không phải là cái xã hội Ấn Độ xa xưa đâu các vị. Chúng ta về các cái
đại lễ Vê Sắc thế giới thì nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới câu hội về một đất nước để làm lễ Vê Sắc. Như năm nay là như Thái Lan, năm sau là trở về Việt Nam chúng ta. Vê Sắc 2019 toàn thế giới sẽ tổ chức tại tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Ráng để dành tiền, lúc đó đi xe lửa, đi ra Hà Nam. Có tiền đi máy bay, không tiền đi xe lửa, đi xe đò. Các vị không biết, mấy người khiếm thị thấy thương lắm, sư ơi cho con đi với. Sư nói đúng, sẽ cho các vị đi, cử đại diện ai tu xuất sắc sư cho đi. Nhưng các vị nghĩ coi, đi họ rất vui, họ rất hạnh phúc, nhưng có thấy gì đâu. Cô Kim Nga nè, là từng là in kinh chữ nổi cho người mù nè, tu hành tinh tấn là gặp sư phải là hơn 10 năm rồi. Người ta mời đi tới Mỹ luôn đó, người ta quý cô Kim Nga, người mù ngày nào cũng tụng dược sư, ngày nào cũng tu tinh tấn, ăn chay trường, người ta mời qua tới Mỹ. Cô Kim Nga, có vui không Kim Nga? Dạ vui. Có thích không Kim Nga? Dạ thích. Có thấy không Kim Nga? Dạ không. Đó. Nên chúng ta sẽ rất là hạnh phúc nếu mình còn đôi mắt đây để mà mình tu tập, mình còn cái miệng để nói những lời lành, và mình có tai đây để nghe chánh pháp. Điều này nghĩ cái người điếc mà ngồi đây là thôi rồi, bỏ tay chấm con. Và tiết lộ thêm một điều nữa cho các vị biết, Đức Phật làm Bồ Tát hậu minh từ cung trời đâu xuất xuống cõi Ta Bà, giáng vào trong thai mẹ. Nhưng sau khi tu tập thành Phật rồi đó, nghe không nào, thì Ngài lại nhớ ơn của Hoàng hậu Ma Gia. Tại vì sanh thái tử ra được 7 ngày là bà Sa Băng Hà, và thần thức của bà lại trở về cung trời đào nở. Cho nên là Đức Phật Thích Ca tri ân mẹ mình mà lại trở về cái cung trời để mà thuyết pháp cho mẹ nghe, khai thị giáo pháp cho mẹ, đền đáp cái tấm lòng từ ái, và cũng đồng thời là mẹ phải giải thoát luân hồi. Mình mà người có hiếu là cha mẹ mình phải quy y, mình hiếu đạo là cha mẹ mình phải biết tu, chứ không phải có hiếu là mỗi tháng là bắt mẹ ăn một con gà, mỗi tháng đem về cho mẹ ký thịt quay. Không phải đâu nghe, cái đó là cái hiếu trần gian thôi. Cái hiếu của chánh pháp là cha mẹ phải biết tu hành quy y ta bà. Nhìn cái tấm gương của Đức Phật, mẹ ở trên cung trời, mà cái mùa hè năm đó Đức Phật đã 7 năm sau khi thành đạo, Đức Phật đã về cung trời mà thuyết pháp cho mẹ nghe, để cho mẹ không có bị là sa đọa trong cõi luân hồi. Vì hết phước cung trời thì sẽ lại phải xuống trần, rồi hết cõi phước trần lại xuống địa ngục. Cho nên phải để cho mẹ được là khai hóa giác ngộ, và dành mấy tháng mùa hạ ở trên cõi trời để mà ban bố giáo pháp. Trong suốt 3 tháng đó, Đức Phật không có mặt ở cõi Ta Bà, thì làm cho là các vua nè, các là thần dân Phật tử đệ tử rất là buồn, trống rỗng, cạn kiệt nguồn cảm hứng và ân phúc gia trì. Cho nên họ nôn nóng muốn biết Đức Phật đã đi đâu. Đức Phật lên trời đâu có ai biết đâu. Cho nên họ cậy nhờ ai? Họ sẽ nhờ ai để biết Đức Phật ở đâu các vị? Mục Kiền Liên. Đức Phật nhờ Mục Kiền Liên dùng phép thần thông đi kiếm Phật. Ngài đi khắp cùng khắc cõi hết, cuối cùng thấy Đức Phật đang giảng pháp cho Mẫu Thuân ở trên cung trời. Và Mục Kiền Liên mới thỉnh cầu Đức Phật hãy trở về trần gian, vì dưới đây ai cũng nhớ Phật hết. Các vị nghe pháp mà về nhớ pháp là các vị rất là tuyệt vời, có căn cơ với Phật pháp. Nhưng có người nghe pháp về quên sạch, mà coi một cái bộ phim mà nhớ mấy năm nhắc đến vẫn khóc, mà toàn phim tào lao. Coi một cái tuồng cải lương khóc khóc sướt mướt, ngồi khóc dùm cho người ta quá trời, không nào. Sư hồi nhỏ sư coi cải lương sư cũng khóc, nhưng sau đó sư thấy mới khóc đó cái ra cái rồi tự nhiên cái đạo chính nó đi xuống bưng tô cháo lòng ăn, cái sư nói ủa mới thấy bị giết ở trên sân khấu mà
là từ đó không bao giờ sư có cải lương mà sư khóc, là giả hết, tuồng giả tạo hết. Nhưng mà cuộc đời mình á là thích là thương vay khóc mướn, nó đã giả rồi là chồng chất nhiều cái giả đến nữa. Cho nên khi mà Đức Phật đó, mà trở về cõi Ta Bà thì bởi vì là dưới đó muôn vàn sanh chúng nhớ Phật lắm. Nhưng mà sư nhắc lại trong cái giai đoạn Đức Phật ở mấy tháng trên cung trời thuyết vi diệu pháp, thì các vị biết không, mỗi lần đến tinh xá để chiêm bái và nghe pháp thì rất là buồn vì không có Phật ở nhà. Họ bắt đầu lên tiếng nói với tăng đoàn là Phật đi đâu rồi, sao mà không thấy Phật. Rồi họ lên họ kiếm vua để mà họ thưa với vua là giờ nhớ Phật quá rồi, chịu không nổi. Cái thời đó người ta nhìn Phật nhớ Phật, nghe pháp nhớ pháp, luôn luôn quán Phật pháp tăng. Ta là ba cái đối tượng để mà quán tưởng Phật pháp tăng. Cho nên không có Phật thì nhớ Phật, vắng tiếng pháp là nhớ tiếng pháp, vắng những bậc chư tăng A-la-hán thì nhớ chư tăng. Còn bây giờ mình nhớ coi các cái đối tượng quán niệm thương nhớ của mình là cái gì? Đó, siêu sao, thấy chưa nào? Đó, một người yêu mới gặp ở trên đường, không biết ta có yêu mình không mà đem về yêu mấy tháng, thấy không nào? Rồi mình yêu những cái chuyện gì? Những cái chuyện mà mờ ảo, mơ hồ, mà không biết đó là ai, là cái gì. Có thể là mình yêu bất cứ cái gì, trong tâm mình có thể tưởng, có thể nhớ, có thể niệm bất cứ cái gì liên quan tới danh, lợi, sắc, tài, hay là những món ăn hay món uống. Đến độ mà dân Việt Nam mình đứng nhất Đông Nam Á về uống rượu. 70% người dân Việt Nam đều biết uống rượu, đàn ông. Người nữ Việt Nam thì đứng nhất Đông Nam Á, đứng nhì thế giới về tệ nạn phá thai. Thì nghe như vậy là biết mình quán tưởng cái gì. Trong khi ngày xưa Đức Phật đi vắng có 3 tháng mà người ta nhớ Phật gia chiết. Được chưa nào? Cho nên phàn nàn vì quá đỗi, nhớ Phật, vắng tiếng pháp, không có ai thuyết pháp cho nghe, họ cảm thấy cuộc đời này vô cùng buồn bã và sầu não. Đó, khi nào các vị về nghe pháp về mà nhớ đó, nghe nhớ tiếng pháp và thích nghe pháp, đó thì chứng tỏ rằng mình cái căn lành của mình đã thêm lớn. Còn nghe pháp về cái chu cha, bữa nay ngồi hết hơn một tiếng đồng hồ trong chùa Xá Lợi, về tới nhà lật đật bật cái phim ra chết hết giờ rồi. Phim 100 tập mà mới coi có 23 tập thôi, ngồi coi tới 12 giờ đêm chưa biết mệt mỏi. Thế là mình cái căn lành mình rất là kém, mà cái chuyện mình gieo cái nhân với cái đời này, cái sự ô trược ảo hóa này quá nặng nề. Nhớ như thế. Cho nên lúc đó một vị vua tên là U Đà Diên cũng nhớ Phật luôn, tìm Phật không ra, lòng khát ngưỡng nhớ mong cực độ, nên vua rất âu sầu mà sao lãng cả việc triều chính. Các vị thấy không? Vắng Phật, vắng pháp mà cảm thấy buồn, mà không muốn ra triều chính mà giải quyết việc nước nữa. Tại vì Phật đi đâu lâu quá tôi không được nghe pháp. Các vị mà giờ đi nghe pháp về mà cũng nhớ như vậy đó, đó mới là number one. Mùa tháng 4 là mùa Phật đản, ráng ăn chay. Nhớ như vậy đó. Nhớ Phật, nhớ pháp là phải nhớ thanh tịnh. Đừng có đem cái ô trược vô trong người nhiều quá, kết tinh cái ô trược trong cái thân này nhiều kiếp quá rồi. Và những cái con người dám khiêm hạ mình và nhắm mắt trước những cái cám dỗ của cuộc đời là căn lành rất lớn, phước lành thêm cao. Bây giờ U Đà Diên nhớ Phật đến độ sao lãng triều chính mà không màng đến cái thú vui vương giả. Cho nên quyết định là nghĩ cách phải tạo ra cái tượng Phật. Sau khi Xá Lợi Phất nói là được phép tạo tượng Phật, thì ông phải nghĩ cách tạo ra một cái tượng Phật. Triệu tập hết các thợ điêu khắc nổi tiếng trong nước để tạo tượng Phật, nhưng ai cũng chối từ không dám. Vì họ nghĩ sao? Sắc thân của Phật tướng tốt tuyệt vời, nếu mình tạo ra có cái gì sai lầm thì đắc tội. Đó, khi đó có vị thần gì? Tỳ Thủ Yết Ma, tương truyền là vị thần điêu khắc trên cung trời, đã biến thân ra làm người thợ mộc và mang dụng cụ nhận trách nhiệm tạo tượng Phật cho vua U Đà Diên. Vì là thần Tỳ Thủ Yết Ma
trổ hết tài năng và hết cái tâm, tâm đức nhớ Phật trong một ngày là tạc xong tượng Phật cao 7 thước mộc, tượng màu vàng tía, đủ các tướng tốt khiến nhìn đến là biết tượng Phật. Còn có người đã nói, truyền thuyết là khi Phật tử ở trên cung trời từ Sankissa đó, xuống ngay Sankissa. Bây giờ người ta đến qua Ấn Độ, mà tới Sankissa, người ta nói nơi đây Đức Phật lên thuyết pháp cho mẹ rồi xuống cõi Ta Bà là xuống ngay cái vùng Sankissa. Đáp xuống đó, ngay vùng Sankissa. Bây giờ nhiều người đến đó triều bái lắm. Để nhớ cái nơi Đức Phật lên trời thuyết pháp cho mẹ nghe, thì xuống là xuống chỗ nào? Xuống Sankissa. Có lịch sử hết, còn nguyên vết tích hết. Còn nguyên dấu tích lịch sử hết, không có cái gì là bịa đặt để làm gì. Cho nên ai có nhân duyên đến Ấn Độ sẽ được đến viếng thăm triều bái những thánh tích, gọi là xúc động lòng người. Thì Ngài từ trên trời xuống cái Sankissa đó, và tương truyền nói rằng nhìn Đức Phật và nhìn vị Phật với cái tượng Phật, có những người không biết đâu là tượng và đâu là Phật, bởi vì giống quá. Thì vua U Đà Diên tạo tượng Phật xong, tiếng vang lan truyền ra các nước lân cận. Các vua nước lớn như Ba Tư Nặc, vua A Xà Thế đều đem lễ vật hương hoa để cúng dường cái tượng Phật mới tạc và khen ngợi việc làm của vua U Đà Diên. Đó, như vậy là cái tượng Phật là có từ cái thời vua U Đà Diên, trong 3 tháng Đức Phật về cung trời thuyết pháp cho mẹ nghe. Như vậy là cái cuộc đời của Đức Phật là một cái lịch sử mà thời gian làm sao có mà kể hết chuyện cho mình nghe. Mà chuyện tạc tượng Phật là nằm trong kinh gì? Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật. Chúng ta bây giờ phải tập là coi kinh nè, nghe sách nè, nghe pháp nè, rồi coi những cái tích truyện pháp cú nè, cuộc đời Đức Phật nè, lịch sử Đức Phật nè. Chúng ta phải tập coi kinh sách thánh hiền. Chứ bây giờ cái xã hội của mình nó băng hoại về đạo đức lắm. Đó, các vị phải nhớ như vậy. Còn đôi mắt nè, không chịu coi kinh, coi sách à, coi sách thánh hiền, coi kinh điển, giáo lý. Chúng ta nhìn những người khiếm thị, thấy có thương không? Đó, đọc kinh, những người biết đọc mà chữ nổi cũng chỉ có một số người biết đọc. Phần lớn phải sử dụng cái gì? Bằng sách nói đó, vừa rồi chị Hướng Dương mới mất đó, là cái người làm sách nói cho người mù đó. Vân vân, là họ muốn tiến tới Phật Pháp, họ phải đi qua các phương tiện khó khăn hơn chúng ta. Cho nên chúng ta hãy cố gắng tinh tấn tu tập nghe giáo Pháp. Thế thì bây giờ Đức Phật ra đời, cuộc đời và những câu chuyện của Đức Phật thì tuyệt vời lắm, nói làm sao cho hết, đúng không? Nhưng mà Đức Phật ra đời cuối cùng là vì một cái nguyên nhân duy nhất, là đem lại an vui và hạnh phúc cho chúng sanh. Chúng ta muốn an vui và hạnh phúc thì chúng ta phải phá được cái mạng lưới vô minh. Mà muốn phá vô minh á, thì trong cái chuỗi nhân duyên, 12 nhân duyên á, nghe chưa nào? Đó, thì là nó là một chuỗi của kết nối của 12 cái nhân duyên mà làm cho cái con người cứ phải đắm nhiễm trong sanh tử luân hồi. Mà bây giờ biểu phá, bị phá từ cái mấu chốt nào đây? Nghe chưa? Sư nghĩ rằng cái quan trọng nhất để phân tích cái này thì nó phải có thời gian. Sư chỉ nói các vị, cái mấu chốt quan trọng nhất để làm cho chúng ta cứ đi mãi trong vòng luân hồi đau khổ, thì cái 12 nhân duyên đó, cái mấu chốt quan trọng nhất là ái. Ái dục tương đương với tham. Và chính cái tham đó đưa chúng ta đến sân, đến si, và si chính là vô minh. Thủ phạm dắt chúng ta đi ba cõi sáu đường. Mặc dù là con đường thập nhị nhân duyên là vô minh sinh hành đó, hành sinh thức đó, danh sắc lục nhập vân vân, chứ không có phải đơn thuần. Nhưng sư nói ngay cái mấu chốt là ái. Chính ái dục đưa chúng ta tạo nghiệp trong ba cõi sáu đường. Bình tâm tu tập và quan sát để thấy trên đời cái gì cũng vô thường, không có gì chắc thật. Nhất là cái ái dục nó cũng chỉ là cảm giác mà thôi, nó là đệ nhất vô thường. Cho nên mình nghe pháp rồi đó, giảm đi các vị, giảm lòng ham muốn,
giảm ái dục, buông xả bớt chừng nào thì bớt lòng tham chừng đó. Nếu miệng mình hết tham mà mình kết bạn với ái dục, tức là mình đi song hành với tham ái. Lòng tham tăng trưởng, sân tăng trưởng, si tăng trưởng, cuộc đời chúng ta vẫn sống mãi với vô minh. Trên các vị đi xuất gia, giới quan trọng vẫn là giới dâm phải giữ. Còn người tại gia thì Đức Phật cho phép các vị sống đời sống một vợ một chồng, phải chưa nào, một vợ một chồng, nhưng cũng phải biết tu tập hóa giải các cái món nợ từ vô lượng kiếp, chứ không phải cứ chết chồng ngày này sang ngày khác, tháng này năm khác, rồi không bao giờ ra khỏi vòng vây trói buộc luân hồi. Người xuất gia thì tập ly gia cách ái, tập cách ái từ thân. Còn người cư sĩ tại gia giảm chế lòng tham. Cái ái không chỉ tình yêu, mà tất cả cái gì mà các vị thích, các vị muốn, các vị ham thì đều phải tập buông xả. Bởi vì có buông xả mới có hạnh phúc. Chúng ta ca ngợi sự ra đời của Đức Phật, chúng ta hạnh phúc khi nghe những câu chuyện về Đức Phật. Mà chúng ta có hiểu Đức Phật dạy chúng ta điều gì không? Đó, ai cũng vậy thôi, xuất gia hay tại gia, tứ chúng đồng phải tu tập. Tu tập để giải thoát, để giác ngộ. Khi chưa biết tu, thích đủ thứ, chấp đủ thứ. Khi biết tu rồi thì hãy tập quán tiếng khen, tiếng chê cũng vô thường. Sắc đẹp, mùi hương cũng vô thường. Của cải, tiền tài, danh vọng cũng vô thường. Nghe chưa nào? Có duyên thì hợp, hết duyên liền tan. Như cái ly này buông xuống đất vỡ tan tành là đã hết duyên. Mình quán như vậy, các pháp là hiện huyễn hóa, nên không tham đắm và không chấp chấp ngã. Ngay cái thân xác của mình cũng vậy, cũng vô thường. Khi chết thì trả về cho cát bụi, có cái gì là mình nữa đâu. Phải tập quán, quán huyễn hóa, quán vô thường để không còn đắm và chấp. Sống trên đời này mình đã quen coi người, coi cảnh, coi vật, coi tiền tài của cải là thật. Nhưng mà nay nhờ trí tuệ bát nhã chiếu soi, hiểu các pháp vốn không thật, do duyên mà hợp thành, hết duyên là rã hết. Những cái thân xác là mình chấp, mình cưng nó nhất nè. Mà chết một cái thì các vị nghĩ đi, thấy không nào, mấy ngày là không dám lại gần rồi, đi bay mùi hôi, thấy chưa nào, rồi rã ra. Đó, rồi vài năm sau bới lên còn có nắm xương khô. Còn nếu đưa vô trong lò thiêu thì 2 tiếng đồng hồ là còn một nắm, nắm tro tàn. Hết duyên rồi. Chúng ta phải nghĩ cái tận cùng là tất cả đều đi đến cái sự mà tan rã khi không còn duyên để hợp. Vì vậy khi còn cái thân này thì ráng tu, tu các pháp để buông xả, xả chấp, xả tham, xả ái. Thì Đức Phật mới vui, mới không bỏ công của Ngài, không quản ngại mọi cái sự gian lao thử thách, quản ngại cái tấm thân, mà chịu đựng tất cả mọi sự để tìm ra ánh đạo sáng, ánh đạo vàng cho chúng ta. Ngài đã là một vị Phật, tuyên bố trong kinh Pháp Hoa, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Các vị ngồi đây, tất cả các vị có Phật tánh không? Có nhiều người nói Phật tánh là gì ạ? Đó là cái tánh sẽ thành Phật. Cái tánh Phật, tánh thanh tịnh, tánh không ái, không dục, không nhiễm. Tánh Phật trong veo, dường tuyết nguyệt, lòng phàm lợt lạc, tợ mây choang. Kẻ tai hỏi nhỏ, người dương thế, có nhớ vườn xuân cảnh niết bàn. Tất cả chúng ta đều có tánh Phật hết. Thì cái chân tâm đó mình phải trở về. Mà muốn trở về phải tu. Mà muốn tu là phải quán các pháp chung quanh ta là huyễn hóa. Là chút xíu là sắp còn có mấy phút nữa rồi đó, thầy trò mình chia tay. Cái cảnh hội chúng ngồi còn không? Hết. Thấy không nào? Sư đang ngồi đây, chút xíu nữa sư còn đây không? Hết. Và trong số chúng ta đây, ngày mai
vài ba ngày cũng sẽ có vài người vắng bóng mãi mãi trên cuộc đời. Không có tù ẻo nghe. Mà sư làm tù ai hết trơn trọng. Ngay cả sư cũng vậy thôi. Duyên hết là say goodbye. Thấy chưa nào? Còn ngày nào cứ giảng pháp hết là thôi. Chứ còn cái gì thì sẽ đã tan rồi. Duyên đã tan thì không còn rồi. Mình cứ quán như vậy đi sẽ bớt khổ hơn. Nếu mà ông chồng lộn xộn thì mình cũng quán cái huyễn hóa của cuộc đời. Đứa con nó bất hiếu, mình cũng quán cái pháp huyễn hóa, cái nhân duyên nhân quả trong cuộc đời. Mình quán cho sâu, không có khổ gì hết. Mình rất là thoải mái, mình rất là an vui trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống đến với chúng ta. Thì trước khi kết thúc bài pháp hôm nay trong mùa Phật đản, sư nhắc các vị nói chi cho xa xôi, ai giữ gìn được năm giới là một phúc báo lớn lao trong kiếp sống còn người. Mấy nhiêu không? Nói tới đây tôi thấy ai cũng vỗ tay hết. Tại năm giới dễ quá, không giữ được xưa ơi. Nhưng cũng có người miệng nói giữ mà tâm đâu có giữ. Đó, cho nên sư nói ai mà giữ được năm giới, cuộc sống an lạc hiện tại và an lạc trong tương lai. Trong cái bộ là Thera, bộ về các cái câu chuyện của các tỳ kheo, các bên tăng đó, đấy chưa nào? Đó. Thì là kể về cái sự tích đại đức Panchasila Samadaniya Thera. Mà Panchasila là năm giới, mà Đức Phật đặt pháp danh cho ông là Panchasila Samadaniya Thera. Ông đắc quả La Hán, nhưng mà pháp danh của ông là Panchasila. Pháp danh ông là pháp danh năm giới, tại vì từ vô lượng kiếp ông đã giữ gìn năm giới, giữ gìn trong sạch đến cái mức độ mà khi Phật gặp ông một cái là Phật đặt ông là Panchasila. Vậy các vị tu sao mà sư gặp các vị sư nói đặt pháp danh cho con là thích nữ năm giới. Nói cho vui vậy thôi. Đức Phật nhìn quán thấy quá trong quá khứ kiếp cho đến đời hiện tại, xuất gia rồi thì vẫn giữ gìn năm giới rất là trong sạch. Và đến một kiếp người ta có năm giới mà ta vẫn đắc quả A-la-hán. Ta giữ gìn năm giới từ vô lượng kiếp cho đến khi được làm tỳ kheo, người ta tu rất là dễ dàng. Mà cái người giữ năm giới thì các cái quả báo xấu ác được chuyển hóa. Các vị đừng có than, đừng có nói bao giờ mới trả hết nghiệp, bao giờ con mới hết khổ, đời đau khổ con nương tựa vào đâu? Nương tựa vào năm giới. Cư sĩ tại gia cứ năm giới mà làm. Đó. Cho nên á, cái vị đại đức này đã là một vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán, mà ông thuật lại chuyện tiền kiếp của ông là trong thời quá khứ xa xưa, là cái thời mà Đức Phật Anomadashi, tức là cách cái thời Đức Thích Ca Mâu Ni đến một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trước. Giữa hai cái đời Phật đó cách nha là có 18 Đức Phật toàn giác xuất hiện. Thì cái thời xa xưa đó là ông đã gieo cái nhân là giữ giới rồi. Cho nên mình đừng có chậm trễ nữa, phải giữ giới đi thôi. Ông nói ông là một người rất là nghèo khổ trong thành Kandavati, sống bằng nghề làm thuê mướn cho người khác, không có duyên xuất gia. Nghèo quá cũng đâu có đi xuất gia được các vị. Đó, phải có phước mới tu được chứ. Chứ nghèo rồi phải lo làm, trả nợ, trả nần nuôi mẹ, nuôi cha, muốn đi tu cũng đâu có được. Cho nên, cái vị kể cái chuyện quá khứ là A-la-hán nhớ lại quá khứ kiếp của mình, mới nói rằng không có đi tu được. Mới nói chúng sinh trong đời màn vô minh che lấp, không có biết chân lý, cứ sống vì tham sân si. Cho nên, tôi đau khổ, tôi phải giải thoát bằng cách nào? Là người quá nghèo mà phải làm thuê, làm mướn. Cho nên tôi quyết định không có tiền để bố thí, không có tiền làm phước thiện, quyết định giữ gìn năm giới. Từ cái thời mà chỉ là một cái người làm thuê, quyết định giữ gìn năm giới. Cho những người mù ngồi bên cạnh chúng ta, họ phát nguyện với sư giữ gìn năm giới. Cái kiếp này mà năm giới bảo đảm kiếp sau là mắt sáng ngời, có khi được giàu có, sanh trong cái gia đình chánh kiến, có khi được đi xuất gia nữa. Giữ cho tròn năm giới cho sư đi. Phát nguyện thọ trì năm giới, giữ giới cho trong sạch và trọn vẹn. Bây giờ năm giới ai cũng thuộc lòng rồi, đúng không? Đó.
Nếu mà không thuộc tôi nói người mù đọc cho nghe là mắc cỡ đó nha. Suy nghĩ như vậy cho nên ông mới đến một vị đại đức và xin là được thọ trì tam quy ngũ giới. Thì ngài hướng dẫn cho thọ trì. Cho nên sư nói ai được thọ trì tam quy ngũ giới là một phước báo, đừng nên xem thường. Có nhiều người nói ủi con tu vậy đủ rồi sư ơi, có gì đâu mà phải quy y. Tại con thấy cái người quy y còn sống còn tệ hơn con nữa. À, họ tệ thì kệ, cứ biết là mình phải thọ trì tam quy ngũ giới. Cái phước báo đó rất là lớn lao nếu thọ trì mà nhìn giữ được. Mà cái thời đó đó, cái tuổi thọ của một con người không phải 100 năm như mình, mà cái thời đó tuổi thọ 100.000 năm mới hết một kiếp con người. Cho nên là hưởng cái tuổi thọ dài lắm. Nhưng mà bao nhiêu năm đi chăng nữa, ông ta vẫn quyết là giữ gìn ngũ giới cho trọn vẹn. Cho nên khi mà ông chết đó, thì chư thiên ở cõi trời tam thập tam thiên đem một cỗ xe sang trọng có 1.000 con ngựa báu đến rước ông đi. Bởi vì ông giữ gìn giữ giới quá trong sạch. Rồi là được làm vua cõi trời tam thập tam thiên 30 kiếp. Một người làm thuê, làm mướn mà giữ tròn năm giới khi chết, được làm vua cõi trời tam thập tam thiên 30 kiếp. Mà một kiếp của ông vua đó mấy ngàn năm tuổi. Chính giữ giới, năm giới thôi, khỏi nói gì nhiều. Rồi khi mà hết 30 kiếp ông đâu có tu thì ông cứ trên đó ông tiếp tục vậy thôi. Cho nên hết ông lại đi xuống cõi Ta Bà làm vua. Phước đức nó lớn chưa hết, làm vua chuyển lên thánh vương 75 kiếp nữa. Tại vì ông giữ giới cả 100.000 năm mà. Cho nên cái phước đức bao nhiêu kiếp trên cung trời xuống làm vua chuyển luôn 75 kiếp. Rồi làm một cái vị vua trị vì các nước lớn không bao giờ kể hết. Đó. Cho nên ngài mới nói tôi giữ gìn giới trong sạch như vậy. Từ hết cái kiếp đó trải qua 100.000 đại kiếp sau đó, tôi chưa bao giờ phải đọa vào cõi địa ngục Atula, ngạ quỷ và súc sanh. Kiếp sống nào tôi cũng được ở trong những nơi cao quý cõi trời hoặc cõi người, sống an lạc cho đến hết cái tuổi thọ. Đó là năng lực quả báo phước thiện của người giữ gìn năm giới trọn vẹn và trong sạch. Cho nên ai đã thọ trì tam quy ngũ giới tiến tu lên trọn vẹn và trong sạch, tuyệt đối không sát sinh, không hại vật, tuyệt đối không trộm cắp dù một cọng chỉ cây kim, không gian tham trộm cắp, không tà dâm dù một chút trong tư tưởng. Đừng nói cái thân xác này, thấy không nào? Không dối trá để lừa gạt dù chỉ một lời, không rượu chè, không cờ bạc, không dùng các chất gây say gây nghiện. Mình giữ trọn vẹn những điều đó đi thì mình sẽ thấy cái lợi lạc của làm con Đức Phật. Chứ có người nó còn quy y bao nhiêu năm con cũng khổ như thường, bởi vì có giữ giới đâu, vẫn đi theo con đường ác nghiệp. Cho nên vị tỳ kheo đó mới nói tôi phải nói rằng giữ năm giới có ba quả báo rất đặc biệt. Đây là lời nói của vị tỳ kheo, xin nhắc lại cho các vị nghe. Sống trường thọ là người có địa vị cao quý, giàu sang, được nhiều người yêu mến và chắc chắn là người có trí huệ. Ba phước báo đó thôi. Cho đến thời Đức Phật Gotama là Thích Ca Mâu Ni đây. Chúng ta đang kỷ niệm ngày sinh Đức Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni ra đời thì tôi đang ở cõi trời dục giới. Cái ông Thích, ông tỳ kheo nói như vậy. Lại xuống cái cõi Ta Bà và được gặp Phật. Do công đức gìn năm giới quá nhiều kiếp sống nên Đức Thích Ca Mâu Ni vừa gặp đặt Panchasila, đặt cái pháp danh là như vậy liền. Ngài thấy rõ quá khứ của mình, thấy rõ quá khứ mình tu sao mà ngài nhìn thấy cái đặt mình. Chẳng lẽ giờ mà đi khai ra, chứ vô lượng kiếp lúc nào cũng thích chuyện trộm cướp, vô lượng kiếp lúc nào cũng thích tà dâm dối trá, thấy hết à. Các vị chân tu người ta thấy rõ mình, thấy nghiệp của mình rất rõ. Thì đến lúc đó ông là một vị tỳ kheo Panchasila và sinh trong một cái gia đình dòng dõi Bà La Môn quyền quý. Nhưng mà rồi đi chùa, đi đảnh lễ, rồi cuối cùng quy y và
chính cái kiếp sống mà gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chứng ngộ tứ thánh đế, rồi là đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, thành A La Hán. À, mà khi ấy như thế nào? Mới 5 tuổi mà đã chứng quả A La Hán. Vì Đức Phật biết rõ duyên lành của vị tỳ kheo này và xuất gia trở thành tỳ kheo trong giáo pháp của ngài. 5 tuổi là người ta đã đắc rồi. Nhưng mà lớn lên mới là đi tu, chứ nhỏ xíu người ta đã đắc đạo. Mà do công đức giữ giới từ vô lượng kiếp, cho nên Đức Phật ra đời, mình tán thán, mình hạnh phúc, nhưng phải biết cái gia sản Phật để lại cho mình là cái gì? Là tín, là niềm tin, là giới, là tàn quý, là văn tài, thấy chưa nào? Là thí tài, là tuệ tài. Những cái điều mà Đức Phật để lại là mình phải lãnh hội, chứ đừng có đến thắp cái nhang mà để cầu, để xin, thì chuyện đó xưa như trái đất, xưa rồi Diễm ơi. Chúng ta giữ các giới, chúng ta sẽ được phước báo rất an lành. Chúng ta tác hại quá nhiều cái nghiệp trong giới sát, chúng ta sẽ đọa lạc trong cõi súc sanh. Chúng ta tạo quá nhiều tội trong giới tà dâm, chúng ta sẽ đọa vào địa ngục. Chúng ta tạo quá nhiều nghiệp trong cái lòng tham, chúng ta sẽ làm ngạ quỷ. Chúng ta hơn thua tranh đấu quá nhiều, chúng ta về cõi Atula. Đó, nhân nào nó đi với quả đó. Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2561 tại giảng đường chùa Xá Lợi, sư Nhũ rất là hạnh phúc được hội ngộ chia sẻ pháp thoại cùng với các hàng Phật tử gần xa, và đặc biệt có những người khiếm thị cũng về đây nghe pháp. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho những người con của Đức Phật tin tưởng chánh pháp, phát nguyện trọn đời giữ gìn năm giới. Đó là tài sản vô giá mà Đức Phật để lại cho chúng ta trên thế gian này. Cầu nguyện cho các vị ni đang có mặt cũng tu hành tinh tấn và đắc đạo, sớm đắc đạo. Và cầu nguyện cho tất cả các Phật tử tinh tấn, đoạn xa lìa, loại bỏ các việc ác, tinh tấn làm các việc lành, tinh tấn giữ tâm ý trong sạch để xứng đáng là những người đệ tử của một bậc trí tuệ từ bi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô, giảng sư cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay xin thay mặt ban tổ chức cũng như Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam của Viện Phật học Việt Nam xin thành kính tri ân ni sư đã dành chút thời gian quang lâm về đây để chia sẻ một bài pháp rất hay, rất ý nghĩa và rất sâu sắc nhân cái mùa Phật đản Phật lịch 2562 hôm nay. Xin tri ân người và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho ni sư giảng sư được sức khỏe, khinh an, Phật sự luôn được viên thành. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể Phật tử có mặt tại hôm nay được Bồ Đề Tâm kiên cố, và một ngày nào đó là những người bạn đồng hành trên con đường Bồ Tát Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.